Đó các bạn thấy nè, đây là chợ hoa ngày 29 Tết ha. Đây những cây mai nè, bắt đầu nở rồi. Đây chắc cây mía quá. Bảy Tết thì nó vẫn không đớp mà bây giờ nó nở nở ra đó. Đẹp lắm, đây cái này cực là đẹp luôn. Nở ra cái lét thôi. Đây một bên kia người ta bán đồ đó, người ta dẹp người ta nghỉ rồi. Này chỉ còn bán hoa thôi, phù bán hoa đồ. Cho này cái cải hay gì đây. Chạy xuống cái khu vực ở phía dưới nè, hôm trước mình đi khu vực phía trên này, khu vực phía dưới xem nó bán thế nào. Đây hoa hướng dương, hoa hướng dương mồng gà. Đây chậu mai bông. Mai mai chuyển mai nhỏ quá trời nở.
3 triệu một cây mai. Rất là nhiều. Đây, khu vực qua giấy. Giấy các bạn tưởng như là hoa là thật không, mà nó còn giấy hoa vải. Đây xe chở một số cây, chắc chở lên cho khách không, không phải cái này nó vận chuyển xuống nó bán, xe tải vận chuyển xuống bán trong ngày 30 nha. Đây người ta bán hoa đào nè, đào này còn bông rất là nhiều, búp đó búp. Cắt ngang và đai trong á, gần ngay chỗ cái góc luôn á nha.